Xin chào các em học sinh lớp 9. Hôm nay chúng ta sẽ sang tiết học 41, bài số 4, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ta còn nhắc lại một số kiến thức cũ như sau. Thứ nhất, phát biểu định nghĩa góc nội tiếp. Thứ hai là phát biểu định lý về góc nội tiếp. Chúng ta đã biết là góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Về định lý, trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Bên cạnh đó, chúng ta còn có bốn cái hệ quả của góc nội tiếp như sau. Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau. Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ có số đo bằng nửa số đo của góc hỏa tâm cùng chắn một cung. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Đó là các kiến thức về góc nội tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang loại góc tiếp theo, đó là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Xem thử đó là góc như thế nào, có tính chất gì. Chúng ta cùng sang tiết 41. Trước tiên ta tìm hiểu khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Các em quan sát hình vẽ. Trên hình chúng ta có đường tròn tâm O, có tiếp tuyến XY tiếp xúc với đường tròn tâm O tại điểm A. Lúc này điểm A sẽ chia cái đường tiếp tuyến XY ra thành hai tia tiếp tuyến, đó là tia AX và tia AY. Ta có dây cung AB. Lúc này cái góc BAX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Nó là tạo bởi tia tiếp tuyến AX và dây cung AB. Tương tự thì góc BAY cũng là một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Góc BAX chắn cung AMB. Hay nói cách khác, cung AMB là cung bị chắn bởi góc BAX. Tương tự thì góc BAY là góc chắn cung AB lớn bên này. Thế thì góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc như thế nào? Dựa vào cái tìm hiểu nãy giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Một góc được gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung thì cần thỏa mãn những điều kiện gì? Thì chúng ta biết đó là góc phải có đỉnh thuộc đường tròn. Một cạnh là một tia tiếp tuyến, cạnh còn lại phải là chứa một dây cung của đường tròn đó. Để củng cố lại khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, các em hãy làm bài tập chấm hỏi số 1. Hãy giải thích vì sao các góc ở hình 23, 24, 25, 26 không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Em quan sát hình 23. Rõ ràng góc ở trên hình không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Vì sao? Không có cạnh nào là tia tiếp tuyến cả. Tiếp theo hình 24. Vì sao không phải là góc tạo bởi tia tuyến và dây cung? Bởi vì không có cạnh nào chứa dây cung. Nó vi phạm một trong hai yếu tố là nó không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Hình 25. Rõ ràng đây không có cạnh nào là tia tiếp tuyến. Và hình 26. Rõ ràng vi phạm yếu tố về đỉnh, không nằm trên đường tròn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang tính chất của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Ta sẽ cùng làm bài tập chấm hỏi số 2 để tìm ra tính chất đó. Yêu cầu hãy vẽ góc BAX tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau. Góc BAX bằng 30 độ, góc BAX bằng 90 độ, góc BAX bằng 120 độ. Trong mỗi trường hợp ở câu A, hãy cho biết số đo của cung bị chắn. Bây giờ vẽ trường hợp thứ nhất trước. Góc BAX số đo bằng 30 độ. Chúng ta cùng hoàn thành các khoảng trống trong bài tập nhỏ sau. Cô xét đường tròn tâm O, bán kính OA. Lúc này ta có cái góc OAX. Rõ ràng đây là một góc có số đo bằng 90 độ. Cái góc BAX đề bài đã cho là 30 độ. Cái góc OAB như vậy rõ ràng bằng góc 90 độ trừ đi góc BAX là góc 30 độ ở trên, chúng ta sẽ được nó là 60 độ. Tam giác OAB lúc này là một tam giác cân tại O, bởi vì nó có OA bằng O, OB bằng R. Như vậy nó là tam giác cân, mà có một góc 60 độ nữa nên là tam giác đều. Khi nó là tam giác đều rồi thì rõ ràng góc AOB lúc này cũng là một góc 60 độ. Góc AOB bằng 60 độ mà là góc ở tâm, cho nên suy ra số đo cung bị chắn của nó là cung AMB.
cũng bằng 60 độ. Bởi vì người ta đã biết là số đo của góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn. Đây là trường hợp thứ nhất. Như vậy người ta thấy rõ ràng khi số đo của góc tạo vỡ tia tiếp tím và dây cung bằng 30 độ thì số đo cung bị chắn của nó là bằng 60 độ. Ta sang trường hợp thứ hai, đó là trường hợp góc vuông. Trên hình vẽ cô có góc CDX là một góc vuông. Như vậy khi góc CDX là góc 90 độ thì số đo cung CMD lúc này là cung nửa đường tròn cho nên nó bằng 180 độ. Rõ ràng cũng gấp đôi số đo của góc tạo vỡ tia tuyến và dây cung. Ta sang trường hợp thứ ba, đó là trường hợp góc tạo vỡ tia tiếp tuyến và dây cung bằng 120 độ. Trên hình vẽ cô có góc EBX bằng 120 độ. Các em cũng làm bài tập mà điện khuyết như sau. Ta xét cái đường tròn tâm O bán kính OB, cái góc EBX bằng 120 độ và góc OBX đương nhiên là góc vuông 90 độ, thì chúng ta sẽ suy ra được góc OBE là góc 30 độ. Ta lại có tam giác OEB nó cân tại O, vì OB bằng OE là bằng bằng R. Khi nó cân tại tại O thì suy ra ngay góc OBE sẽ bằng góc OEB và bằng 30 độ, chúng ta đã tìm được ở trên đó. Khi hai góc nhỏ này bằng 30 độ thì suy ra cái góc EOB, góc ở đỉnh của nó sẽ bằng 120 độ. Góc EOB bằng 120 độ thì ta sẽ suy ra được số đo của cung NB, tức là cung bị chắn bởi góc ở tâm EOB bằng 120 độ. Cung NB bằng 120 độ thì ta sẽ có số đo cung MB bằng 360 độ trừ 120 độ là bằng 240 độ. Như vậy rõ ràng lúc này ta sẽ có, trong trường hợp góc EBX mà bằng 120 độ thì số đo cung MB là bằng 240 độ, gấp đôi. Như vậy chấm hỏi số 2 ta sẽ rút ra được nhận xét gì? Rõ ràng qua bài tập chấm hỏi số 2 ta sẽ thấy được một điều là số đo của góc tạo vỡ tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Ta có nội dung định lý số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến về dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Cả ba trường hợp tâm O nằm trên một cạnh chứa dây cung, tâm O nằm bên trong góc, tâm O nằm bên ngoài góc đều đúng. Chúng ta lưu ý. Bây giờ chúng ta cùng làm bài tập chấm hỏi số 3. Yêu cầu như sau: hãy so sánh số đo của góc BAX, góc ACB với số đo của cung AMB ở trên hình. Ta quan sát, chúng ta thấy góc BAX đây là loại góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, nó chắn cung AMB. Do đó số đo của nó được tính bằng một nửa số đo của cung AMB. Góc ACB đây là góc nội tiếp chắn cung AMB. Do đó góc ACB hay là góc BCA đó, số đo của nó cũng bằng một nửa số đo cung AMB. Từ hai điều này chúng ta suy ra được góc BAX rõ ràng số đo nó bằng số đo của góc ACB. Như vậy qua bài tập chấm hỏi số 3 ta rút ra được kết luận gì nè? Trong một đường tròn ta thấy rõ ràng góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì số đo của chúng sẽ bằng nhau. Từ đó ta có hệ quả. Chúng ta nắm nội dung hệ quả. Trường hợp này sẽ được vận dụng trong các bài tập chứng minh rất là nhiều, cho nên chúng ta chú ý. Đây là một số nội dung chúng ta cần ghi chép vào vở và chúng ta học thật kỹ. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng làm bài tập 27, sách giáo khoa trang 79. Cho đường tròn tâm O đường kính AB, lấy điểm B khác A và B trên đường tròn. Gọi T là giao điểm của AB với tiếp tuyến tại B của đường tròn. Chứng minh góc ABO bằng góc BBT. Thì dựa vào yêu cầu đề bài, em phải vẽ cho đúng cái hình tiếp tuyến của đường tròn, lưu ý là phải vẽ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Chúng ta quan sát hình vẽ, chúng ta thấy góc B1 đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung BMB, cho nên số đo của nó sẽ bằng một nửa số đo cung BMB. Góc A1 là góc nội tiếp cũng chắn cung BMB, số đo nó cũng bằng một nửa số đo cung BMB.
Do đó theo nội dung hệ quả thì hai góc này bằng nhau. Chúng ta trình bày tôi ghi là góc A1 bằng góc B1, lý do cùng chắn cung BMB. Tiếp theo ta quan sát tam giác AOB, rõ ràng có OA bằng OB bằng R. Suy ra tam giác này cân tại O. Khi nó cân tại O thì ta sẽ có được góc A1 bằng góc B1. Từ đó suy ra góc B1 bằng góc B1 hay góc ABO bằng góc BBT. Như vậy ta đã hoàn thành chứng minh bài 27. Tiếp tục sang bài tập 28 sách giáo khoa trang 79. Cho đường tròn tâm O và đường tròn tâm O phẩy cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O phẩy cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là B. Tia BB cắt đường tròn tâm O phẩy tại Q. Chứng minh đường thẳng AQ song song với tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O. Ta cũng vẽ cái hình cho chính xác. Chú ý là hai đường tròn thì ta vẽ một đường tròn lớn, một đường tròn nhỏ. Rồi. Bây giờ ta quan sát trong đường tròn tâm O phẩy. Ta thấy góc BAB. Đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung AB. Và góc AQB là góc nội tiếp chắn cung AB. Như vậy rõ ràng theo nội dung hệ quả, hai góc này cùng chắn một cung trong một đường tròn, cho nên chúng bằng nhau. Như vậy ta có được ý thứ nhất là góc BAB bằng góc AQB, lý do cùng chắn cung AB trong đường tròn tâm O phẩy. Bây giờ ta quan sát trong đường tròn tâm O, ta có góc BAB. Đây rõ ràng là một góc nội tiếp chắn cung BB. Và góc BBT là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cung BB. Như vậy cũng theo nội dung hệ quả, ta có hai góc này bằng nhau, lý do cùng chắn cung BB trong đường tròn tâm O. Từ đó ta suy ra được góc AQB bằng góc BBT. Mà góc AQB và góc BBT rõ ràng ở vị trí xa lê trong, do đó AQ sẽ song song với BT. Như vậy ta đã hoàn thành xong bài tập 28. Bây giờ về nhà các em sẽ nắm kỹ lại các kiến thức đã học, khái niệm, tính chất, hệ quả, và làm các bài tập 29, 31, 33.